Dạ, ấn tượng với cuộc sống bên Tây. Xin kính chào bà con, cô bác, cùng anh chị em mình ạ. Hôm nay anh cũng đang đi ra ngoài vườn cam á cả nhà ơi. Này đi thăm cam những ngày Tết. Nói chung thì mình ăn Tết thì cây cối mình cũng phải vẫn chăm sóc, tưới tiêu đồ đầy đủ. Ăn chơi nhưng mà cũng không quên nhiệm vụ cả nhà. Giá cam mình cũng bắt đầu có giá trở lại. Cũng đỡ hơn mấy tháng trước cũng lo, nhưng mà thực sự cam mình chưa có để trái. Lo cũng hơi xa. Này giá cam nó lên lại mực. Ngày Tết anh em cũng tranh thủ đi tưới à, chia làm hai. Đầu này thì anh bãi tưới, đầu kia thì sang tưới. Hai máy chạy hai hướng. Nói chung diện tích cũng khá rộng nên tranh thủ làm sớm sớm về để chơi Tết. Tưới thì cũng không có gì vất vả. Nói chung mà chỉ ngồi lên chiếc xuồng rồi máy nó tự đẩy theo lực của nước. Rồi mình chỉ quẹo quẹo qua mấy cái cua như thế này thôi. Đó, chống chống lái đi theo cái đường mình mong muốn. Còn chuyện còn lại là có cái máy nó lo rồi. Cũng rất là khỏe. Đây, cái khúc này là hồi hộp nhất luôn nè. Sang đi tưới bên kia, nó tưới xong rồi nó bơi xuồng tới lại. Trên đường bơi xuồng nghe được tiếng chú rắn gặm chân chú ếch. Bắt đầu sang nghe được. Đây cũng là một trong những thợ săn đây. Nghe được, bắt đầu đi đi tìm nè, rất là hồi hộp luôn. Đó. Đi rừng. Rồi khi thấy coi kìa, bò thấy ớn ăn chưa, như đặc công vậy đó. Nhưng mà lại khi thấy chú rắn với chú ếch nhỏ xíu và gặm chân nhau vậy thôi, thấy nhỏ quá sang đuổi quay đầu lại. Chứ phải thấy con bự bự, con rắn có ếch bự bự là thôi ngon lành luôn à. Rồi quay xuồng về. Đó. Đen. Giá cam lên giá lại thấy cũng phấn khởi được phần nào. Có lúc nó xuống còn có 2.000 ký. 2.000 ký là những người làm nông trồng cây trồng trọt vậy lên mệt mỏi luôn, lỗ nặng luôn. Lên lại thì cũng ra Tết thì cũng có thương lái cắt, cũng đặt giá trước cũng 10 mấy ngàn ký rồi, cũng mừng. Bà con làm vườn mà chủ yếu đợi mùa vụ mà gặp cảnh được mùa rớt giá thấy cũng đau lòng. Anh cũng lo hơi xa của cam của anh thì cũng chưa tới lúc, nhưng mà nhiều khi nó cũng hồi hộp lắm. Mình đầu tư làm nông nghiệp mình đâu có quyết định được gì đâu. Giá cả thì do mùa vụ, một phần do gặp đụng chợ này kia nọ thì nó cũng không còn được như mong đợi. Này mấy cây cam. Mà này anh tưới gọi giờ anh quay lại mình cái đường mình chạy. Trời ơi. Ôi. Đó. Anh đang tưới. Trời anh dí mình cái này. Xung bộ gặp xung ái thôi. Chạy. Quá rồi, xe máy mà đi bộ. Lũi. Khúc này bị anh dí. Một clip anh tưới hai lần để cho nó ướt đẫm luôn để anh nghỉ Tết. Mình đâu có biết đâu, lũi vô cái clip anh đang tưới. Trời ơi, trời gần chết. Máy quay cầm trên tay đầu sợi ướt nữa. Thấy mướt luôn, chạy ra khỏi. Thôi rồi. Tay nghe ào ào, mình chạy không kịp.
đi đằng theo, dí theo đằng sau. Chạy đá ruột. Hôm nay bùm bùm nên không có lội nha. Nước đất nó còn mềm mềm. Chưa lội vô trong cái luống cái lép cam được. Nên quyết định đi bằng xuồng. Bơi xuồng đi vòng vòng. Mấy cây gốc bự đã quá. Gốc nó to. Vừa rồi cũng có một số nhà vườn cũng thấy da cam bấp bênh quá, cũng mới trồng bắt đầu họ bỏ luôn. Trồng 1-2 tháng cái họ bỏ, họ không chăm sóc như họ hủy luôn. Hoặc là những cái vùng đất mà mới lên bờ cái hủy không trồng luôn. Nói chung lúc đó cam rẻ quá, ai cũng lo lắng. Hôm nay nó khởi sắc lại, nói chung là tinh thần nó cũng thoải mái hơn xíu. Đầu tư tiền tỷ vô để làm ăn mà mong được giá được mùa, chứ còn rớt giá mà được mùa thì thôi cũng như không. Công cán đổ vô thuê nhân công cắt chở này kia nọ lỗ, thu hoạch của mình đi bán mà cuối cùng mà phải mướn nhân công làm mày lỗ luôn. Tại tiền làm bông vô phân vô thuốc được cũng tốn nhiều lắm. Ăn cô ăn thì năm nay khoảng 2-3 tháng nữa bắt đầu đầy bạc phủ, làm bạc phủ để làm trái. Cũng mong suôn sẻ, mưa thuận gió hòa làm cho được vụ đầu tiên cho nó suôn sẻ, lấy tinh thần thoải mái. Chiếc ghe đi bên kia nhanh ghê. Mới đây mình tưới hết bờ chạy lên nữa. Chỉ cần ngồi trên ghe đẩy lái mấy cái cua thôi, mấy cái quẹo thôi, chứ ngoài ra máy còn nhiều máy nó tự chạy xuồng, tự chạy tới hết, mình không làm gì. Nói chung nhờ có công nghệ nghiên cứu mấy cái máy móc làm đỡ, với số lượng lớn như vậy mà còn sắp thùng tưới như ngày xưa thì thôi rồi luôn, cũng không có thể nào mà có công làm cho nổi. Này cũng bị hư hết gốc, chết đâu mất tiêu rồi. Chắc hư rồi, hủy cái cam đó luôn. Đó, cái cam. Nói chung này cũng có cây đẹp cây xấu lung tung, chứ cũng không được 100%. Cây này đẹp, hết sức đẹp luôn, tròn lâm tàn tược xum xuê luôn. Đỉnh cao của cây cam đấy, quá đã luôn cả nhà. Nói chung cây nào nó hơi xấu, nó hơi vàng vàng này kia thôi, chứ cũng tàn tược thì cũng đồng đều hết, rất là tuyệt vời. Nay anh cũng ra thăm vườn, đến đây cũng xin kết thúc nha cả nhà. Nói chung thì Tết nhất thì cũng tranh thủ coi lại tổng kết cái vốn liếng làm vụ trồng trọt này tốn nhiều, chi phí nhiều, rồi thiếu đủ ra làm sao để ra Tết này mình đầu tư vốn nữa để làm bông cam để thu hoạch lấy lại. Nhưng mà cũng không biết giá cả làm sao, nhưng cũng đi cũng lo lắng, rồi đi ra đi vào kiểm tra. Nói chung nghe giá cả lên được thì cũng khá là phấn khởi. Mình chưa có trái nhưng mà mình cũng lo lắng. Giờ clip của anh đến đây cũng xin kết thúc như cả nhà, rất mong được sự yêu thương và được cả nhà mình luôn ủng hộ anh, mình cách like chia sẻ và đăng ký kênh, mình tạo động lực cho anh. Nói chung là làm cái nghề quay phim này thì nó cũng
mong đợi được sự bà con ủng hộ. Mình thì cũng chưa có kỹ năng năng khiếu gì gọi là hay ho, nên thành ra cũng không dám mơ ước nhiều. Làm để tập tành kinh nghiệm rút qua từng ngày để cải thiện hơn thôi. Chứ còn như ân làm thì chủ yếu là lưu lại hình ảnh kỷ niệm thôi, chứ thu nhập trên cái làm phim này thì nói chung nó không đáng kể. Nó chỉ đủ tiền ngày cà phê mà ngày uống ngày nghỉ cả nhà ơi.